có vượt xa nốt 9. Theo các nhà phân tích từ Counterpoint, doanh số Galaxy nốt 10 sẽ ngang với nốt 9 ra mắt năm ngoái, nếu hơn cũng không đáng kể. Counterpoint dự đoán doanh số Galaxy nốt 10 sẽ đạt khoảng 9,7 triệu chiếc vào cuối năm nay, như vậy sẽ chỉ nhỉnh hơn chút ít so với 9,6 triệu chiếc Galaxy nốt 9 cùng thời điểm năm ngoái. Như vậy doanh số dòng nốt đời sau này đều thua so với Galaxy Note 8, với việc mẫu này được bán ra 10 triệu chiếc trong cùng thời gian. Tất nhiên đó là thời điểm nốt 7 gặp lỗi và bị thu hồi. Dù sao Tình hình kinh doanh mảng smartphone của Samsung đang gặp khó khăn vì hiệu suất không cao của các flagship. Báo cáo quý 2 năm 2019 cho thấy, Samsung đã xuất xưởng nhiều smartphone hơn nhưng doanh số flagship không cao khiến lợi nhuận giảm 42%. Bất chấp hiệu năng mạnh mẽ của Galaxy S10, hãng này chỉ bán được 16 triệu chiếc từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019, tăng 12% so với dòng Galaxy S9 trong cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề mà Samsung đang gặp phải với Galaxy Note 10 là người dùng giữ smartphone lâu hơn trước đây, ít người nâng cấp. Ngoài ra, nhiều người vẫn còn mong ngóng Galaxy Fold và có thể không mua nốt mới.